Vâng, xin chào các bác nhá. Em tiếp Ông tục cậu đang cửa hàng đâu ấy? lên tiếp cho các bác một cặp bát này. Cái này thì em thanh lý nhá. Bát này vẫn sống bình thường các bác nhá. Bát này tiếng mọi thứ vẫn lên bình thường nhá. Đấy. Đây, tiếng thì nó vẫn lên bình thường. Có điều là về các bác chịu khó thay gân đi nhá. Đấy, thay cái gân đi tí này. Còn bát thì là nó sống bình thường các bác nhá. Tất cả mọi thứ là nó lên bình thường. Đấy. Dầu riếc rồi gân riếc có thứ là nguyên bản nhá. Đấy. Đây. Đấy, hàng nguyên bản nguyên zin luôn nhá. Về kích thước thì đây, em sẽ đo luôn cho các bác nhá. Kích thước của nó này 13 các bác nhá, kích thước bát 13 này. Đấy. Tức là đường kính của nó này. Đường kính của nó là 13 này. Đấy. Đường kính bát là 13 nhá. Đây. Về có chỉ cần thay gân đi nhá. Đấy, đặt trên mạng hoặc là gì đó mình thay thay gân đi này. Đấy, chịu khó thay gân đi thì được. Còn màng miếc của nó niếc là nguyên bản này. Dầu riếc nguyên zin luôn cho các bác nhá. Đấy, bao zin các bác, bởi vì cái hàng này em về từ bên kia là đây. Bộ đĩa một chưa thèm gọi là phủi luôn. Đấy thì về các bác chịu khó phủi qua đi tí. Đấy, loa vẫn tiếng vẫn đi bình thường nhá. Bác nào chốt thì em vẫn test bàn giao cho bình thường nhá. Em vẫn test bình thường. Đấy, nhưng mà test ở mức độ nhỏ nhỏ nhẹ vừa phải để các bác biết rằng là loa vẫn sống và không bị rè. Được chưa ạ? Còn về đâu về các bác là thay gân thay ghiếc kia xong. Đấy. Con này thì các bác nếu mà lấy thì mình có thể thay gân của nó như gân 13 rồi. Nhưng mà đo hết cái đường này, tại vì là cái viền kim loại của nó đây. Nó đây cái viền kim loại nó ra gần ngoài. Thế thì là trừ nếu mà trừ đi thì con này nó gân khoảng 12. Chắc gân khoảng 12 là vừa các bác nhá. Gân 12 là vừa. Đấy còn viền là 13, còn gân là 12 là vừa. Thì các bác chỉ cần đặt gân 12 thôi. Gân cao su quá nhá, gân cao su gân vải được, nhưng mà thường thì mình sẽ thay gân cao su bởi vì là cái gân này nó phổ thông hơn. Đấy thì về mình thay nó vào là xong. Về giá thì để các bác là 150k một cặp nhá. Đấy. Bình thường em đang bán những cái cặp như này về tầm khoảng là hơn 300 nghìn một cặp. Đấy, nếu mà gân nước ngon lành vào nó khoảng là 500 mấy, 550. Nhưng mà ở đây thì thực sự bác là nhà em bận lắm, không không có thời gian để mang ra lò đúc, lò niếc thay đâu. Đấy thì là em thanh lý luôn là cứ 150 một cặp. Bác nào lấy cặp nào thì alo cho cặp đấy nhá. Đây, cứ 150 một cặp. Dòng này công suất của nó là 25W trở kháng 5 ohm các bác nhá. Đấy. Hai con nó khoảng là 50W nhưng mà mình không cộng với khi mình tính và mình lắp thêm tép thứ vào thì nó rơi khoảng là tùy theo tép nhá. Ví dụ như mà lắp tép của những cái dòng Onkyo nữa thì nó rơi khoảng là 50, trung bình nó khoảng 50 đến 70W một loa nhá. Đấy. Tức là khi các bác lắp tép vào mà thêm một con tụ cho con tép vào thì lên cả tổng thể của nó thì rơi khoảng là cứ 70W một con loa. Nói chung 50 đến 70. Đấy, dao động một cặp một trước như thế này. Đấy, thì cứ hai trước tính là thành một cặp. Đấy. Đấy thì bác nào mà chốt thì alo cho em nhá. Vâng, xin chào các bác.